Haaland bất ngờ vắng mặt trận tới của Man City. Erling Haaland sẽ không tham dự trận đấu tại Carabao Cup giữa tuần này, khi Man City chạm trán Watford. Tiền đạo người Na Uy vừa ghi bàn thắng thứ 10 kể từ đầu mùa, với tình huống mở tỷ số vào lưới Arsenal. Giữa tuần này, Haaland được câu lạc bộ cho nghỉ phép để trở về quê nhà tham dự đám tang người thân, trong gia đình. Chú Haaland Iver Ekza mới qua đời ở tuổi 59. Lễ tang của ông dự kiến diễn ra trong tuần này nên Haaland bay về Na Uy để bày tỏ lòng thành kính. Điều đó đồng nghĩa, anh sẽ vắng mặt trong cuộc chạm trán Watford tại Carabao Cup rạng sáng 25 tháng 9, giờ Việt Nam. Dự kiến Haaland trở lại chuẩn bị cho cuộc đấu cuối tuần gặp Newcastle. Tay săn bàn 24 tuổi sẽ lĩnh sướng hàng công man xanh trong chuyến hành quân đến Stadium Park sau khi ban tổ chức Premier League khẳng định không đưa ra án kỷ luật nào về hành vi ném bóng vào đầu Gabriel thời điểm cuối trận, và đã vào cuộc kiểm tra lại tình huống xấu chơi của Haaland và xác định không can thiệp. Đến lúc hết giờ, cầu thủ người Na Uy tiếp tục mỉa mai huấn luyện viên Mikel Arteta rằng hãy khiêm tốn, và yêu cầu tiền đạo Gabriel Jesus hãy cút khỏi tầm mắt.